Xin chào tất cả các bác, các anh chị yêu Hoa Phong Lan. Kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Mã các bạn, xin phép được chúc toàn thể các anh chị một buổi sáng an lành. Ngày hôm nay, kênh Hoa Lan của chúng em sẽ gửi tới toàn thể các anh chị một số giống phong lan thuần cũng như là hàng kg của shop nhà mình. Thì các bác anh chị đặt hàng vui lòng liên lạc qua số điện thoại 0868 376 205. Là số điện thoại duy nhất để các anh chị đặt hàng cũng như là gửi gắm những tình cảm, những niềm tin vào kênh cũng như là shop Hoa Lan của chúng em. Hôm nay thì em sẽ có những mặt hàng sau đây. Các anh chị theo dõi hết video và đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ chúng em nhé. Đầu tiên phải kể đến cái đặc sản quê hương em. Đó là giáng hương đuôi cáo. Giáng hương đuôi cáo thì hiện tại em đang trồng thuần từ 10 tháng cho đến 1 tuổi rồi. Cây phát triển khỏe mạnh, lá căng đét rồi. Và lô này thì khác hơn những cái lô mà chúng em trồng ở trong chậu nhựa. Lô trồng trong chậu nhựa nó chỉ có 3 thân. Nhưng lô này thì chủ yếu là 8 cho đến 12 ngọn. Ở trong chậu chậu giả gỗ này. Tức là cái chậu nhựa tròn như này này các bác này. Đấy, hiện tại cây đã cứng hồi lại rồi. Chúng ta khi mua hàng về chúng ta phun cho em N3M. N3M cộng với lại Atonic với lại B1. Ba loại đấy. Để cây nó có rễ nhiều hơn thêm. Bộ rễ nó phát triển khỏe thì cây nó sẽ khỏe lên. Và giá em bán rất là rẻ nhé các anh chị nhé. Em bán với giá là 260.000 một giò này. Giáng hương đuôi cáo em có hai loại. Một loại ở trong chậu chậu nhựa giả gỗ, tức là cái chậu mà em vừa mới nhấc lên cho các bác xem. Từ khoảng 8 cho đến 10 ngọn. 8 cho đến 10 ngọn một chậu như thế này. Em bán với giá 260.000 một chậu. 260k một chậu, bao đẹp cho các anh chị luôn. Và những sản phẩm của chúng em ấy thì về góc độ nghệ thuật thì em cũng nói rất là nhiều video rồi. Nó cái góc độ nghệ thuật thì có thể là nó cũng không được đẹp, không được thẩm mỹ cho lắm. Nhưng về cây thuần cũng như là về cứng cáp cây, về cái độ cây mà nó đang phát triển rồi thì rất là yên tâm cho các bác sử dụng rồi. Đấy. Chúng ta về chỉ cần tưới nước thôi. Loại thứ hai em xin phép được giới thiệu đó là trồng trong chậu gỗ. Loại trồng trong chậu gỗ này em bán với giá là 300.000 một chậu. Một chậu từ 10 cho đến 12, 13 cây. Đấy. Một chậu từ 10 cho đến 12, 13 cây. Mà hôm nay chị em cũng chỉ mạn phép nhấc xuống 4 chậu thôi. Vườn em thì có rất nhiều, các bác cũng biết rồi. Loại to 300.000. Loại bé 260. Tiếp theo một mặt hàng thuần nữa đó là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên đây. Sơn thủy tiên này hôm nay em cũng chỉ nhấc xuống 3 giò. 3 giò và giá em bán của sơn thủy tiên này hôm nay em cũng sẽ bán giá rẻ cho các anh chị sưu tầm nhé. Em bán với giá là 280.000 một giò sơn thủy tiên. 280k một giò sơn thủy tiên, em có 3 giò, nhấc xuống tạm thời 3 giò cho các bác anh chị xem mẫu và để lựa chọn. Các bác nhìn dễ này. Riêng cái dòng sơn thủy tiên này rất là dễ trồng và chúng ta cái đặc thù khí hậu ở trên em thì rất là thuận lợi để trồng các loại phong lan. Đấy, 280k cho một giò. Tiếp theo là cẩm báo. Cẩm báo là báo cáo với các bác là lô này thì em còn có tầm khoảng 19 chậu tất cả này, 19 chậu. 19 chậu và em sẽ bán với giá là từ 280.000 cho đến 350 một chậu. Và em sẽ nhấc những chậu 280.000 cho các anh chị xem nhé. Những chậu 280.000 thường là những chậu hai ngọn như thế này. Đây. Rất là to đẹp ạ. Hai ngọn to này. 280k, hai ngọn, ba ngọn. Đây 280k là những chậu này. Đấy. Chậu này. Đây chậu này. Nó rất là ổn nhé các anh chị nhé. Còn chậu 350 thì nó sẽ được đẹp như thế này. Các bác này. 350 chậu to dễ ra trắng tinh. Đó. 350. Cẩm báo là một loại lan khá là dễ trồng và mùi thơm của nó thì cực kỳ đặc biệt các bạn. Rất là bền. Rất là bền hoa và cực kỳ thơm. Đây là cẩm báo nhé. 280 cho đến 350 một chậu. Em chỉ có 2 chậu, 3 chậu 350 thôi. 4 chậu rồi ạ. Ở phía trên này này. Phía trên này có 4 chậu. 4 chậu phía trên này em bán 350 một chậu. Đây các bác xem nó khác hoàn toàn ạ. 350 một chậu. Đó. Đấy. Cái độ chênh lệch về cây nó khác. Và nó ấm gió hơn các bác. Ở đây em có một chậu 350 nữa. Đây. Đó, cái chậu 350 này. Đấy, chúng ta có thể mua làm quà tặng, có thể mua làm quà biếu, có thể là mua về treo trong vườn đều rất là ok. Đuôi cáo loại 200.000 em còn có 4 chậu nhé. Em bán thanh lý luôn.
Trầm em cũng bán 200.000 một chậu, cũng bán giá thanh lý đấy ạ. Đấy. Trầm là từ 8 cho đến 10 ngọn nhé các anh chị nhé. Đấy. Đấy là trầm. Tiếp theo ở phía ngoài này. Ở phía ngoài này tức là những cái bảng long tu này. Có duy nhất một bảng hạc vĩ. Còn lại là long tu đá tím, long tu xuân, hoàng thảo vôi, ngọc thạch ba màu. Đồng giá 200.000 một bảng. Các bác thuần lan còn khổ còn vất vả. Em bán với giá 200.000 thì các bác cũng biết là nó rẻ như thế nào. Và mỗi bảng này thì nó tầm khoảng 7 cho đến 10 ngọn đấy. Dưới 10 ngọn, từ 10 ngọn trở xuống. Đấy là cái bảng em cầm là hoàng thảo long tu xuân. Đấy, bảng này là bảng hoàng thảo vôi. Đấy. Nó rất là đẹp nhé các bác nhé. Tuy nhiên là nó cái này thì em ghép ở trên cái bảng dưới bảng đường kính 20 thôi. Chiều dài 20 đấy các bác ạ, chiều dài 20. Chiều dài 20. Đây. Long tu đá tím đấy. Nói chung là cái này thì để cho các bác anh chị sưu tầm thôi. Và đặc biệt là những anh chị em mới bắt đầu tập chơi lan. Em nghĩ rằng là những cái bảng này rất là hợp lý cho các anh chị, để các anh chị có thể sưu tầm, có thể lựa chọn. Hai bảng ngọc thạch ba màu. Em cũng chỉ bán 200.000 một bảng, mỗi bảng tổng khoảng hơn chục ngọn. Đấy. Hai bảng ngọc thạch. Từ phía trong này vào thì là hàng kg, nhưng trước khi em quay hàng kg thì em sẽ quay tất cả hàng thuần ở phía bên ngoài này theo số điện thoại, theo số thứ tự đã. Đây. Số 1 là số 1, số 2, số 3 là ba hình phi điệp nhé các anh chị nhé. Số 1 hình 1 này cũng có một ngọn thân nù này. Hai ngọn này, ba ngọn, bốn ngọn. Bốn ngọn này. Em bán với giá là 450, bốn ngọn này. Kỳ phi điệp 52 nhá. Phi điệp tím Cao Bằng nhá. Hình số 2. Hình số 2. 1 2 3 4 5 ngọn. Đây kỳ này ngắn hơn nhưng nó đang nù ngắn vào rồi này. Nù ngắn vào rồi. 5 kỳ này em bán với giá 500k, hình số 2. 500k. Hình số 3 là một kỳ xanh sạch nhé các bác nhé. Hình số 3 là một kỳ xanh sạch. Kỳ xanh sạch này em xin phép được giao lưu với các bác anh chị với giá 1 triệu đồng. Để cho các bác anh chị về quay sổ số. Xanh không tì vết nhé các bác anh chị nhé. Đây. 1 triệu đồng cho cái kỳ này. Xanh không tì vết ạ. Đấy. Ngoài ra thì em còn có một cái phần kỳ ở phía bên dưới này em tặng cho các bác anh chị. Đấy. Đó. 1 triệu cho hình số 3 là một kỳ xanh sạch sổ số. Hình số 4 là một giò, hình số 4, hình số 5 là hai giò giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc này em trồng thuần về đây. Giò này có tổng khoảng chục ngọn. Tròn đều đẹp nhé các bác nhé. Giò này em bán với giá 360.000. Đó. 360.000 cho giò giáng hương tam bảo sắc này. Hình số 5. Hình này em sẽ bán rẻ hơn, hình này em bán 300k đấy ạ. Cũng tròn như thế. Cũng tròn như này. 300.000 ạ. Mà thôi giò này hình số 5 em không bán 300.000. Hình số 5 em bán 280.000 ạ. Giò hình số 5 280k. Số 6 là một khúc cáo nguyên bản nhé các anh chị nhé. Số 6 là một khúc cáo nguyên bản. Đây là hôm nay dân vừa mới lấy xuống. Thì nó cũng khá là đẹp các bạn. Tươi mướt luôn. Cái này chắc là người dân người ta treo ở nhà lâu lắm rồi. Đây. Treo ở nhà lâu lắm rồi. Và hôm nay người ta thiếu tiền mua gạo, đong gạo đấy. Người ta lại mang xuống bán đấy. Chắc là có tầm khoảng 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngọn tất cả. 8 ngọn, cái này thì em có thể cắt cây gỗ đi và ship COD cho các bác được. 8 ngọn tất cả, giá cũng rất rẻ thôi các bác anh chị. Em bán 360.000 cho khúc nguyên bản này. 360.000 cho khúc này. Đây nó rất là dài ạ. 360k đấy ạ, cho khúc này ạ. Xem nó rất là đẹp ạ. Bắt đầu từ hình số 7 trở đi là những hình kiếm mai hoa tiên vũ cánh bầu. Mà vừa rồi em có lỡ tách ra 7 chậu. Lỡ tách ra 7 chậu và em bán chưa hết đâu các bác nhé. Em bán chưa hết, em lại tiếp tục bán tiếp. Em cũng chẳng có thời gian để trồng nữa, em lại tiếp tục bán lại. Một cặp hai thân trưởng thành, cặp mai hoa tiên vũ cánh bầu. Đây là một loại kiếm mai hoa tiên vũ. Thực ra là dòng này thì rất là nhiều anh em nhầm lẫn. Khi em đăng hình lên và khi em bán hàng thì có rất là nhiều anh em nhầm lẫn. Và có rất nhiều anh em nói là có loại này thì chỉ có cân 100.000, cân 80.000, cân 150, cân 200 thôi. Nhưng mà để lựa chọn được một bông mai hoa tiên vũ mà nó màu nó đẹp như thế này, cánh nó bầu, cánh bầu, màu đẹp, sắc tố hoa, nó đỏ hồng như thế này. Thì em nghĩ rằng là các bác nên xem kỹ, đặc biệt là các anh chị chơi lan kiếm. Đặc biệt là các anh chị chơi lan kiếm, nên xem kỹ. Để được một bông hoa đẹp như thế này không đơn giản các bác ạ.
Thậm chí có những năm người ta trồng cả vườn cũng không được một cây như này. Nên chính vì vậy rằng là cái kiếm mai hoa tiên vũ cánh bầu của em bán ấy, giá trị của nó khác hơn hàng thường, hàng phổ thông. Đấy. Nó cũng kiểu dạng như là phi điệp thường với lại so với lại phi điệp năm cánh bầu đại, phi điệp mắt đỏ hoặc là phi điệp năm cánh trắng, cánh ám chẳng hạn, nó sẽ như thế các bác ạ. Đấy, cái giá trị của nó sẽ như thế. Nên là chúng ta đừng so sánh. Về một bông hoa đẹp chúng ta đừng so sánh. So sánh thì làm cho nó cây nó khập khiễng lắm các anh chị. Rồi em tiếp tục bán hàng nhé. Em tiếp tục bán hàng nhé. Mai hoa tiên vũ. Mai hoa tiên vũ cánh bầu. Từ hình số 7 trở đi đến hình số 16. Một cặp hình số 7 em bán với giá, hôm nay sẽ bán giá rẻ hơn. Một cặp số 7 em bán với giá là 500.000 cho hai cây trưởng thành. 500k cho một cặp trưởng thành. Hình số 8, một mẹ hai con. Một mẹ hai con cũng rất là đẹp này các bác này. Hình này cây rất là to. Và hình này em chỉ bán với giá 500k thôi, hình số 8, một mẹ hai con. Đấy. Hình số 9. Một mẹ một con, một mẹ một con. Trời, hoa này khả năng là khi mà gửi đi khả năng nó sẽ bị trột đấy. Đấy, một mẹ một con mà củ này rất to đây. Củ này bằng 4 ngón tay ạ. Hình số 9. Hình này em bán với giá 400k, một mẹ một con bé. Cái này một mẹ hai con, hai mẹ hai con. Em bán với giá, hình này em bán với giá 600.000 nhé. Hình số 10 ạ, 600.000. Hai mẹ hai con, 600k cho hình số 10. Hình số 11 là một khóm lùn nhé. Đây, rất là xinh. Cái này chắc tiềm khoảng 28cm được, chưa được 30 được. Bốn thân tất cả. Hình số 11. Hình này em bán với giá 800.000 nhé các anh chị. Hình số 11. Đây nó chỉ dài tầm khoảng 25-26 cm đấy ạ. Đấy, hình số 11 ạ. Rất là đẹp hình này. Đấy. Hình số 12. Hình này có hai cây trưởng thành và một cây con này. Hình này cũng đẹp này. Hình này em bán với giá 650 ạ. 650 cho hình này. Đấy. 650 rất là đẹp luôn. Đấy. Hình số 12, hình số 13 này. Ba thân trưởng thành các bác này, ba thân trưởng thành này em cũng bán với giá 800.000 ạ. 800.000 cho hình số 3 này. Hình số 14. Hình này em bán 700k, ba thân trưởng thành, nó bé hơn thân đấy một tí, cũng ba thân nhưng mà nó bé hơn thân số 13 một tí, em bán 700.000. Hình số 14. Hình số 15. Hình này đẹp này các bác này. Hình này là có bốn thân tất cả. Này em bán 850k nhé, hình số 15. Hình số 16 cũng 850k, hình này đây các bác này, nhìn thân củ rất là to này. Đấy, 3 thân, 4 thân tất cả. 850k. Rồi, hình số 16 cũng là hình cuối cùng của kiếm mai hoa tiên vũ cánh bầu cho các anh chị sưu tầm. Hôm nay em chỉ có 10 hình kiếm và giá hôm nay em giá rất là rẻ luôn cho các anh chị luôn. Đấy. Quay trở lại hàng kg của phiên buổi sáng ngày hôm nay. Hàng kg của phiên buổi sáng ngày hôm nay em có quế tím, tam bảo sắc, bạch nhạn, hoàng nhạn, kiếm đỏ và hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc em bán với giá như hôm qua thôi, phiên hôm qua em cũng đã giao dịch rồi. Hạc vĩ bắc hôm qua thì em bán với giá 200.000 và phiên hôm nay em vẫn giữ giá là 200.000 một kg. So với hàng năm và so với các phiên thì đây là lần đầu tiên em bán hạc vĩ và giá năm nay em sẽ cân đối làm sao đấy cho anh em mua bán nó thuận lợi nhất và hiệu quả nhất và cũng rẻ nhất có thể để cho các anh chị sưu tâm. 200.000 một cân hạc vĩ bắc các anh chị nhé. 200k một cân và hôm qua chúng em đã bán được khá nhiều rồi. Đây, thân rất là mập mạp đẹp. Hạc vĩ bắc nó khác hạc vĩ lào. Hạc vĩ lào thì nó chịu ảnh hưởng của nắng gió, thân của nó cứ thon thon dài dài. Nhưng hạc vĩ bắc thì nó bầu đẹp, thân nó thon đẹp, to đẹp. Đấy, sai hoa, cánh dày hơn, bông to hơn. 200.000 một cân. Phía bên này là kiếm đỏ em bán 100.000 một cân. Các bạn anh chị mua từ 5 cân trở lên bán 80.000. Mua 10 cân trở lên để về kinh doanh em bán 65.000 thôi. Tiếp theo ở phía trong này đó là hoàng nhạn. Hoàng nhạn này là hoàng nhạn tháng 4. Lô hoàng nhạn tháng 4 em bán với giá 400.000 một cân ạ. Em không nói nhiều về vấn đề hoàng nhạn tháng 4 nữa. Bởi vì mặt hoa của nó cũng rất là thơm và cây của nó cũng rất là đẹp luôn lô hôm nay. Tiếp tục những mặt hàng thanh lý ở trong này. Toàn bộ chỗ hương vani trong kia tổng khoảng hơn 1 cân. Em bán với giá là 120.000. Hoàng thảo u lồi em bán 250.000.
toàn bộ chỗ long nhãn này bán 180.000. Chỗ long nhãn này ghép được tổng khoảng 3 giò. Đấy. Ở đây em có 3 phần hàng thanh lý gồm có hoàng thảo vôi này, long tu xuân này, hạc vĩ này, lẫn lộn tất cả hết 3 phần. 3 phần này chúng ta chủ yếu là mua về làm giống thôi. 3 phần này xin phép được giao lưu với toàn thể các anh chị, mỗi phần em bán với giá là 150k. Đấy, mỗi phần 150k cho các bác anh chị sưu tầm. Chúng ta mua về chúng ta trồng lại và cây nữa sẽ phát triển. Toàn bộ chỗ giáng hương tam bảo sắc phía trong này em bán thanh lý với giá là 360.000. À 400.000 bán rồi đúng không? Ok rồi, chỗ này em bán rồi ạ. Giáng hương đuôi chồn. Giáng hương đuôi chồn em bán với giá là 180.000 một kg. Chỗ nghệ tâm bán cho em ơi. Chỗ nghệ tâm trong kia em bán 100.000. Đấy. Nghệ tâm trong kia ghép được khoảng 2-3 giò. Và đặc biệt từ phía ngoài này trở đi, đó là những hàng mà chúng em hôm nay rất là tâm đắc và ưng ý. Đầu tiên phải kể đến là giáng hương bạch nhạn. 100% hàng lá CV, cây cực kỳ đẹp, đều đẹp, nó không có lượng to bé nhiều. Cây to không nhiều mà cây bé cũng chẳng nhiều. Nó rất là đều cây. Và giá em bán của bạch nhạn này 160.000 một kg. Đấy, em không biết là từ đợt sau trở đi là nó lên giá như thế nào. Nhưng tuy nhiên rằng những lô hàng hiện tại bây giờ em đang sở hữu là những lô hàng cực đẹp. Đấy, kính mong các bác anh chị xem qua và ủng hộ chúng em. 160.000 một cân bạch nhạn. Hoàng thảo vôi có khoảng 3 cân. Đấy, có khoảng 3 cân. Em bán 250.000 một cân. Chỗ long tu xuân này khả năng bán rồi phải không em? Ok rồi, cảm ơn. Quế tím. Quế tím. Quế tím 100% xếp V. Cây cũng rất là đẹp. Đây. Quế tím cũng đồng giá 160k một kg. Quế tím này thì các bác cũng biết rồi, hoa rất là đẹp luôn. Và cũng rất là dễ trồng, rất là dễ trồng. Đây là giáng hương quế tím các bác nhé. Rất là đẹp ạ. Mặt hàng cuối cùng của hàng kg phiên ngày hôm nay phải kể đến đó là giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc phiên của ngày hôm qua em có khoảng 20 cân. Không biết là hôm qua em đã bán được gần hết chưa. Bởi vì là hôm nay em vẫn cập nhật hàng. Nhưng sợ rằng là khi mà em nhận đơn hàng mà chẳng may mà có những đơn hàng mà chúng em chưa gửi tới hoặc là chưa được, thì cũng mong các anh chị thông cảm, ngày mai ngày kia chúng em có hàng về chúng em đóng gửi hàng cho bác tiếp nhé. Giáng hương tam bảo sắc chúng em đã làm dễ sạch sẽ rồi. Các anh chị mua về chỉ cần ngâm xuống chế phẩm Hùng Nguyễn hoặc là Atonic, một trong hai chế phẩm đấy. Tầm khoảng 1 tiếng cho đến 3 tiếng các bác nhấc lên. Ngâm gốc thôi nhé các bác nhé. Và chúng ta tiến hành trồng ghép. Chúng ta có thể trồng vào chậu, có thể ghép vào lũa, ghép có thể ghép vào vũ sữa, có thể ghép vào gỗ nhãn. Treo cao cách mặt đất tầm khoảng 1m đến 1m rưỡi thôi, tất cả các dòng giáng hương. Thế sau đây chúng ta tưới nước giữ ẩm hàng ngày. Đừng quên phun B1 cho cây để cứng cây nhé các bác nhé. Đấy. Giá em bán 200.000 một cân cho giáng hương tam bảo sắc lá xếp lô ngày hôm nay. Và phần giáng hương tam bảo sắc lá xếp cũng kết thúc video bán hàng của phiên buổi sáng ngày 17 tháng 9 năm 2019. Xin được chúc toàn thể các anh chị xem video thật là vui vẻ, thật là thoải mái. Em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các anh chị vào buổi live tiếp theo ạ.